Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng của tác giả Vĩ Ngư. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 51. Nhấp Cửu La bước xuống cầu thang, vẫy tay ra hiệu cho Hình Thâm lên tầng. Hình Thâm đứng dậy đi lên, khi ngang qua chỗ của mắt to, anh nhét mảnh vải vào miệng để ngăn anh ta nói lung tung. Lo sợ rằng tầng 2 không đủ cách âm, họ tiếp tục lên tầng 3 để nói chuyện. Nhếp cửu la trao bức tranh cho hình thâm. Hình thâm nhìn tờ giấy dưới ánh đèn một lúc lâu rồi hỏi, cái này có nghĩa là gì? Nhếp cửu la suy nghĩ, em nghĩ là, hôm nay có bao nhiêu người bị bắt? Hình thâm hồi tưởng lại, tính cả chủ tưởng là 8 người. Nếu thêm cha quẻ và nhóm ba người kia thì tất cả là 12. Hình thâm gật đầu, trước mắt, chúng ta cũng mất liên lạc với anh Đao và Dư Dung nên chỉ có thể xác nhận 12 người bị bắt. Nhiếp cửu la tiếp tục, đối phương bảo chúng ta đến đón người về sớm, còn đã nói địa điểm đón. Vậy chắc là ở đầu khi Nam Ba rồi. Hình thâm không ý kiến, đúng, họ chỉ nhắc đến nơi đó. Nhiếp cửu la cầm lấy tờ giấy trong tay hình thâm, họ để cương tử và mắt to truyền lời nhưng không thể nói thẳng, chỉ người hiểu chuyện mới hiểu. Trên cây cây này có bốn quả, nhưng không phải quả bình thường mà lại treo lơ lửng. Theo em hiểu, đó đại diện cho cha què và nhóm ba người. Vậy là bốn người đó bị treo trên một cái cây ở đâu khi năm ba? Ra đầu hình thâm tê giải, treo cổ à? Nhếp cửu la lắc đầu, họ nhấn mạnh là trời lạnh, quả dụng nên em nghĩ không phải treo cổ mà chỉ treo thôi. Hình thâm, ý em là bốn người đó hiện đang bị trói trên cây ở đâu khi nam ba hả? À? Bây giờ luôn à? Nhếp cửu la im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết lại rơi, trong thời tiết này trong núi sẽ càng lạnh hơn nếu muốn ai đó chết rét chỉ cần một đêm thôi cô dùng mình rồi nói tiếp mồng tâm bảo chúng ta đến đón cha quẻ nhưng chúng ta không đi có lẽ cha quẻ đã bị treo trên cây từ mồng tâm đến giờ còn ba người kia thì bị treo sau quả dụng trôn dưới gốc cây cây lại kết quả mới cho đến khi rụng hết rất có thể câu này ám chỉ rằng nếu có người chết rét Họ sẽ chôn ngay dưới gốc rồi treo người mới lên. Vì bây giờ họ có rất nhiều người của chúng ta. Hình Thâm im lặng rất lâu rồi nói, đây là một cái bẫy. Họ biết chưa bắt được tất cả nên muốn dụ những người còn lại. Nhiếp Cửu La nhìn anh ta, đúng là bẫy, ai cũng biết. Nhưng cái bẫy này quá tàn nhẫn, nó thể hiện thông điệp rằng sự sống chết của đồng bọn nằm trong tay các anh, không phải chúng tôi. Người sẽ liên tục ở đó đón hay không tùy các anh càng tới muộn quả càng dụng nhiều hình thâm nói em đừng sợ họ chỉ hù dọa thôi bao nhiêu mạng người anh không tin họ dám ngang ngược vậy nhấp cửu la nếu là thật thì sao anh định làm thế nào tưởng bách xuyên không có mặt hình thâm sẽ là người quyết định hình thâm không đáp mà chỉ hỏi anh tìm ra được mấy số điện thoại rồi chắc chắn có số của dư dung a à, la cho anh mượn điện thoại của em được không? Báo cho những người khác là việc quan trọng nhất lúc này. Nhếp cửu la do dự một lát rồi tháo ốp điện thoại ra. Trong ốp có mấy chiếc sim dự phòng, cô lấy một chiếc thay cho sim hiện tại. Sau khi thay sim, cô gọi từng số một giúp hình thâm. Khi gọi tới số thứ năm, đầu bên kia có giọng nữ, alo. Hình thâm mừng rỡ, dư dung à. Liên hệ được với dư dung, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ như việc báo cảnh sát nặc danh đưa cương tử và mắt to vào tù đã có người làm thay. Họ cũng cho xe đón hình thâm về chỗ dư dung. Xe sẽ đợi ở cửa một trung tâm thương mại nổi tiếng, dễ tìm. Nhếp cửu la dọn qua căn nhà rồi lái xe đưa hình thâm và châu châu đến trung tâm thương mại. Tuyết đêm nay lúc to lúc nhỏ nhưng có lẽ cuối cùng chỉ là tuyết nhỏ vì mặt đường chẳng có tuyết động mấy. Vài chiếc xe chạy qua là không còn dấu vết của tuyết chỉ còn mặt đường ướt sũng nhưng radio báo mưa tuyết ở vùng núi tương đối lớn rõ ràng trước mặt là con đường ướt phân chiêu ánh đèn nhưng cô lại luôn cảm thấy nơi cuối con đường có những bóng cây âm u đang lắc lư người treo trên cây đã đông thành băng và đung đưa giữa trời gió tuyết hình thâm ngồi bên nói gì đó nhếp cửu la hoàn hồn nhưng không nghe rõ anh bảo gì cơ bên dư dùng không sao cả theo như cô ấy nói thì hình như còn thuần phục được cái gì đó. Đợi khi nào tới nơi anh sẽ nói chuyện với cô ấy. À la, em có đi cùng không? Có ba người chúng ta và cả Châu Châu, anh cảm thấy chỉ cần lên kế hoạch ổn thỏa thì tiền đồ cũng không tệ lắm đâu. Tiền đồ? 12 người không rõ xôm chết, còn tiến đồ gì nữa. Nhấp Cửu La thuận miệng đáp lại, em còn có việc phải làm. Về rồi còn phải tham dự cuộc thi Đúng thế, dự thi, anh Thái bảo cô lấy thêm mấy giải thưởng nữa, còn bảo muốn giới thiệu cho một anh chàng đẹp trai, tài giỏi. Lúc này, nhấp cửu la cảm thấy cuộc sống của mình quá rời rạc. Hình thâm im lặng rất lâu mới mở miệng tiếp, a à la, anh cảm thấy công việc của em có thể tạm gác lại. Hiện giờ chủ tường bị bắt, nếu chủ ấy không chịu được, khai em ra thì sao? Em nghĩ em còn có thể làm việc, dự thi nữa à? Nhếp cửu la mím môi. Mà nếu chú ấy không khai em ra thì a à la, vậy nghĩa là chủ ấy đang liều mạng bảo vệ em. Em cứ mặc kệ chú ấy như vậy à, chủ tưởng luôn đối tốt với em, nếu không có chú ấy đã chẳng có em bây giờ. Nhếp cửu la lạnh lùng đáp, em không nói là mặc kệ chủ ấy. Khi nào cần em cũng sẽ góp sức, mà ban nãy em có hỏi anh nhưng anh không trả lời. Nếu những gì hai người kia nói là thật, anh định làm thế nào? Sau khi gặp được Dư Dung, anh sẽ lập tức dẫn người đến đâu khi Nam Ba chứ? Hình Thâm im lặng, dẫn hay không thì đáp một câu là được. Em chỉ muốn biết anh nghiêng về hướng giải quyết nào thôi. Hình Thâm đắn đo một thoáng, anh rất muốn cứu người nhưng rõ ràng đây là một cái bẫy, có đi cũng chẳng về được. Anh nghiêng về phía giữ sức, chờ thời cơ. Nhấp Cửu La gật đầu, thế 12 người kia thì sao? Anh bỏ luôn à? hình thâm không dám nói như vậy cái này anh phải về hỏi ý kiến mọi người đã chuyện nguy hiểm như vậy anh không thể quyết định thay người khác được nhấp cửu la cười nhạo đã hiểu nhấp cửu la không lái xe tới trước cửa trung tâm thương mại cô dừng xe ở đầu phố nhìn hình thâm sách chiếc túi hành lý đựng châu châu đi qua bên đó mãi tới khi anh ta lên xe cô mới quay lại xưởng gỗ trả xe thật ra câu trả lời của hình thâm rất khách quan đối phương đặt ra cái bẫy này thì kiểu gì cũng sắp đặt thêm gì đó. Còn ai để ám tới đâu khi năm ba nữa, và là bọn tường bách xuyên suýt bị tóm gọn cả ổ, có lẽ những người còn lại đã có tâm trạng chim sợ cành cong rồi. Ý kiến của mọi người à, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết sẽ là mấy thứ như bàn bạc kỹ hơn, không nên manh động, hành động từ từ. Sau đó thì sao, quả vỡ, dụng từng đám một à. Nhếp cửu la lái xe xuống đường, mệt mỏi nằm trên tay lái trời còn chưa sáng tiếng kêu của điều hòa trong xe không nhỏ mà tác dụng của điều hòa lại gần như bằng không nhiếp cửu la cảm thấy trước ngực sau lưng trên chân trên đùi đều lạnh căm căm hình như hình thâm có nói đối phương chỉ hù dọa thôi nhỉ cô móc điện thoại ra định hẹn taxi cho mình nhưng khi màn hình sáng lên mới phát hiện đọc xong là cháy có một tin nhắn chưa đọc chẳng lẽ bên phía tưởng Bách Xuyên trả lời? Nhếp cửu la mồi bật dậy, bấm đọc. Là viêm thác gửi. Có phải bên các cô đã xảy ra chuyện không? Nhìn thoáng qua thời gian gửi, đã là một tiếng trước rồi. Khi ấy cô đang bận, không chú ý tới. Nhếp cửu la trả lời, đúng thế, anh biết những gì? Cô thầm cầu nguyện viêm thác chưa ngủ, tốt nhất là có thể trả lời lại ngay lập tức hiển nhiên đêm nay cũng là một đêm không ngủ của viêm thác anh đọc tin nhắn ngay sau đó rồi hồi âm biết không nhiều lắm nghe nói là tóm cả ổ có một người họ tường bị thương mất nửa bàn chân nhếp cửu la giơ điện thoại nhìn hồi lâu khi chữ đã cháy hết cả cô vẫn còn đờ đẫn với chiếc màn hình trống không mất nửa bàn chân là có ý gì sao chưa gì đã đem quê người ta lấy lại bình tĩnh cô tiếp tục gõ phím biết người bị dẫn đi đâu không viêm thác đáp lại không rõ lắm nhếp cửu la hơi thất vọng thấy màn hình điện thoại tối đi cô nghĩ bụng liên quan gì đến mình chứ nhưng ngay sau đó câu nói của hình thâm lại văng vẳng bên tai chú tưởng luôn đối tốt với em nếu không có chú ấy đã chẳng có em bây giờ có lẽ viêm thác chỉ là một nhân vật nhỏ nhưng giờ phút này đây anh lại là nguồn tin duy nhất của cô nhếp cửu la bật màn hình lên gửi cho viêm thác một câu có tiện ra ngoài gặp mặt không trong phòng và ngoài hành lang đều có camera, nếu ra ngoài khi trời còn chưa sáng thì rất khó giải thích. Suy nghĩ mãi, cuối cùng viêm thắc hẹn nhấp cửu la gặp mặt vào giờ ăn sáng. Còn rất lâu mới tới giờ hẹn, anh chui vào chân ép mình phải ngủ tiếp một giờ nhưng khi đã có chuyện trong lòng, khó có thể ngủ ngon được. Trong lúc mơ màng, anh vẫn luôn suy nghĩ nhấp cửu la không muốn nhúng tay vào cơ mà. Sao tự dưng lại đổi ý nhỉ? chẳng lẽ trong nhóm người bị bắt này có người cô đặc biệt quan tâm à? Vừa qua 7 giờ viêm thác đã dậy, gấu đen đi từ nửa đêm rồi nên trong căn nhà này chỉ có anh, Lữ Hiện và người bị thương đêm qua. Viêm thác đi qua gõ cửa phòng Lữ Hiện ầm ầm, mệt tới mức không mở mắt ra nổi, Lữ Hiện nằm trên giường gào ra, gọi hồn đây à? Viêm thác đã bịa xong cơ, tôi muốn ăn cơm, trong tủ lạnh toàn đồ đông lạnh, đấy mà là đồ cho người ăn à? lại còn không cho gọi đồ ăn ngoài nữa tôi muốn ăn cơm nóng lữ hiện tức giận vậy cậu cốt ra ngoài kia mà ăn đi bộ mỏi chân cho tôi mượn xe lữ hiện bực bội đi ra mở cửa ném chìa khóa cho anh viêm thác cầm chìa khóa đi thẳng xuống ga ra sau khi ngồi vào xe anh tắt nguồn điện của camera hành trình rồi mới lái đi ở đầu phố đã hẹn trước anh trông thấy nhấp cửu la đang đợi ở đó cô đứng dựa cột điện trông có vẻ sắp ngủ thiếp đi rồi. Viêm thác dừng xe bên cạnh cô rồi bấm còi. Nhếp cửu la mở mắt, sau đó mở cửa xe ngồi vào. Cô vào xe cũng kéo theo một luồng khí lạnh vào cùng. Trông thấy mắt cô hơi thâm, viêm thác hỏi, không ngủ được à? nhiếp cửu la ậm ừ, đâu chỉ là không ngủ được, sau khi về xưởng gỗ trả xe, cô còn phải bắt xe tới đây nữa, chẳng khác nào là ngựa không dừng vó viêm thác tăng nhiệt độ lên cao nhất rồi lái xe tới phố ăn vặt gần đây nếu đã diễn thì phải diễn cho đủ anh đã đi mua đồ ăn sáng thì tất nhiên lát nữa sẽ phải mang mấy phần về chia đủ cho tất cả mọi người có vậy sau này làm việc gì cũng dễ dàng hơn nhiệt độ trong xe tăng lên rất nhanh xe của lữ hiện là xe xịn ghế ngồi rất thoải mái nhếp cửu la thắt dây an toàn dựa vào lưng ghế mà thoải mái tới mức suýt thì ngủ mất cô véo chân mình hỏi viêm thác các anh tóm cả ổ rồi dẫn người đi đâu viêm thác lắc đầu không biết lầm hỉ nhu có mấy căn nhà ở thạch hà lận bà ta ở đâu tôi còn chẳng biết sao thế cô hỏi chuyện này là muốn đi cứu à nhấp cửu la hỏi dò anh không thể biết hay nếu hỏi thăm thêm thì vẫn có thể biết viêm thác ngẫm nghĩ nếu hỏi thì có lẽ sẽ được có tin tức gì tôi sẽ báo cho cô nhấp cửu la thốt lên anh có thể cứu người ra giúp tôi không? Viêm thác ngẩn ra, dẫm chân phanh theo phản xạ khiến xe rừng khựng lại trên con đường vắng. Cũng may bây giờ còn sớm và là vùng ngoại thành, xung quanh không có xe mà bốn phía đầy sương mù khiến tầm nhìn hạn hẹp, xám xịt. Lát sau viêm thác lại cho xe chạy, cô nhiếp, tôi rất cảm ơn lúc trước cô đã giúp tôi nhưng tôi không thể giúp cô làm mấy việc quá nguy hiểm. Mạng của tôi rất quý, nó không chỉ là của một mình tôi nên tôi phải dùng cẩn thận. Nhếp cửu la gật gù, thế thì hai lần trước anh dùng hơi bất cẩn đấy. Viêm thác biết cô đang ám chỉ việc mình bị rơi vào tay giam cửa và lần bị châu trâu cào. Anh gật đầu, đúng vậy, nên sau mỗi lần tôi đều kiểm điểm bản thân, tôi nghĩ sống vô cảm, cảnh giác và hờ hững hơn chút sẽ thích hợp với tôi hơn. Nói tới đây, anh không nén nổi sự tò mò, cô muốn cứu ai? Cứu người thì tôi không làm được nhưng nếu có thể gặp tôi có thể giúp đỡ đôi chút hay chuyển lời vài câu do dự mãi Nhấp Cửu La vẫn cảm thấy có người giúp đỡ còn tốt hơn không có người bị thương ở chân ấy viêm thác khá bất ngờ chính là cái người họ tưởng ấy hả Ông chủ có mái tóc trải ngược kia Anh từng nghe cuộc nói chuyện của Nhấp Cửu La với cái người họ tưởng này nghe giọng điệu của cô khi ấy chỉ đơn thuần là giải quyết công việc trả nợ thôi nhếp cửu la gật đầu từng được chủ ấy giúp đỡ trong lúc hai người nói chuyện xe đã tới đầu phố ăn vặt viêm thác đỗ xe bên lề đường cô đợi một lát tôi phải đi mua mấy suất cơm cho người ta để có cái giải thích chẳng mấy khi mua cơm cho người ta cũng không thể mua vớ vẩn được viêm thác đi qua hai cửa hàng mua mấy phần cơm tương đối đầy đủ trong lúc đợi lấy cơm anh bỗng nhớ ra có lẽ nhấp cửu la còn chưa ăn nên lại quay về định hỏi cô muốn ăn gì vừa mới tới gần xe tay đã định gõ cửa sổ nhưng rồi anh dừng lại nhấp cửu la thiếp đi rồi cô dựa ở gối ngủ thiếp đi thật hàng lông mi tạo thành một chiếc bóng trên bọng mắt nhưng nếu nhìn kỹ sẽ biết cô không hề thả lòng cơ thể viêm thác có chú ý tới ngón tay trỏ để bên người của cô khẽ nhách lên tựa như đó là một cơ quan duy nhất trên cơ thể còn đang cảnh giác chỉ cần anh kéo cửa xe hoặc gõ cửa kính cô sẽ tỉnh dậy ngay viêm thác rút tay về lùi lại vài bước rồi quay đầu quan sát con đường nhỏ đang dần náo nhiệt này chắc hẳn gần đây có trường học vì trên đường có thể bắt gặp không ít học sinh tiểu học mặc đồng phục mà sau cửa hàng bán đồ ăn sáng những cửa hàng bán đồ dùng học tập đồ chơi hay tài liệu giảng dạy cũng lần lượt mơ cửa gần với anh nhất là cửa hàng đồ chơi chủ tiệm đang bận rộn bầy hàng ra sạp trước cửa trong giây phút bẩn cấn một con vịt cao su lăn tới bên chân viêm thác anh nhặt con vịt lên xem đây là một con vịt vàng nhỏ cả người toàn màu vàng chỉ có đôi mắt đen tuyền và cái mỏ màu đỏ cam chủ tiệm hỏi anh cậu có muốn mua cho trẻ con chơi không đây là vịt cao su có thể thả trong bồn tắm, bóp còn có tiếng kêu nữa. Vừa nói vừa chìa tay ra như muốn làm thử cho anh xem. Viêm thác đáp, không cần đâu, nhà cháu không có trẻ con. Anh thả con vịt về sạp. Con vịt cao su yên lặng mồi xổm ở đó, giống hệt như con vịt mồi xổm trong tủ kính ngày xưa. Mà viêm tâm, em gái anh còn chưa nói sỏi, luôn miệng kêu, vịt vịt, mua vịt vịt. Di Lâm ở bên cuối người xuống, dịu dàng nói, được, nghe tâm tâm, mua vịt vịt. chương 52, đúng như viêm thác dự đoán, vừa mở cửa xe nhấp cứu la đã bừng tỉnh. Viêm thác ngồi vào ghế lái, bỏ một đám túi to nhỏ ra sau, cô muốn ăn chút gì không? Nhấp cửu la, không ăn. Viêm thác nói, tôi mua rất nhiều thứ, có cả đồ trung đồ Tây, ăn luôn bây giờ là ngon nhất. Ăn sớm ăn muộn, ăn ở đây hay ở kia thì cũng phải ăn. Cô yên tâm, chủ quán chia nhỏ thành từng gói, tôi không chạm tay vào đâu. Cũng được, loanh quanh suốt một đêm cô cũng nên bổ sung năng lượng. Và lại mùi thức ăn nóng hổi rất chỉ là quyến rũ. nhấp cửu la nghiêng người lục lọi chiếc túi trong tay viêm thác. Anh mua cả đồ chung lẫn đồ Tây thật, có cà phê, mì, tập phở, hamburger, bánh rán, súp tiêu nóng và cả bánh áp chảo được chiên căng phồng, vàng và ruộm. Cô giơ tay định lấy bánh áp chảo nhưng khi sắp chạm vào thì lại do dự, ngại nhiều dầu, bắn tay. Viêm Thác nhắc, bên cạnh có túi sạch đây. Nhiếp Cửu La lấy một chiếc túi bọc bánh áp chảo lại, lấy thêm một ly sữa đậu nành, chọc ống hút vào và uống. Quả nhiên ăn ngay là ngon nhất, đồ ăn còn nóng hổi, mang theo hương vị tươi mới khiến cổ họng dạ dày và từ chỉ giãn ra. Viêm thác muốn ăn tảo phớ dưới dầu cay nhưng nhớ tới việc mùi của món này quá nồng, không gian trong xe lại nhỏ nên quyết định ăn thứ gì nhẹ mùi thôi. Anh cũng lấy ra một ly sữa đậu nành và lấy túi ni lông bọc một chiếc bánh quỷ. Ngoài xe tấp nập người qua lại, đa số là học sinh tiểu học. Có một cậu nhóc tung bím tóc của cô bạn đi trước, cô bé tức giận vụng cặp sách đành lại, thế rồi một người chạy một người đánh hết nửa con đường. Chỉ riêng cảnh tượng ấy Viêm thác đã hết nửa chiếc bánh quỳ. Nhếp cửu la hỏi, anh biết đầu khỉ nam ba không? Viêm thác đáp, mày hôm nay luôn nghe thấy cái tên này nhưng tôi chưa đến bao giờ, cũng không rõ cụ thể nó ở đâu. Nghe nói là hẹn các cô đến đó nhận người. Nhếp cửu la gật đầu, nghe bảo sẽ treo người ở trên cây. Nếu chúng tôi không đến, bọn họ sẽ cử treo ở đấy. Với thời tiết bây giờ, chỉ treo vài ngày thôi người sẽ chết rét sau khi chết rét bọn họ sẽ treo người khác lên cho đến khi treo hết số người bắt được mới thôi nghĩ tới cảnh tượng ấy ra đầu viêm thác tê dại nhấp cửu la hỏi theo anh thấy bọn họ có làm ra được việc như vậy không hay chỉ nói miệng mà thôi lát sau viêm thác mới trả lời làm được miếng bánh cuối cùng nghẹn trong cuống họng khiến nhấp cửu la tốn rất nhiều sức mới nuốt xuống được báo cảnh sát có tác dụng không viêm thác lắc đầu Thứ nhất, tuy tôi chưa tới đầu khỉ Nam Ba bao giờ nhưng nghe tên cũng biết là trốn rừng sâu, phải đi một, hai ngày mới tới, cảnh sát tới đó kiểu gì đã là một vấn đề. Thứ hai, muốn cảnh sát đứng ra giải quyết cũng phải có chứng cứ xác thực mà cô đã bảo mình chỉ nghe nói rồi đấy. Cô có chứng cứ gì để chứng minh ở nơi đó có người treo trên cây thật không? Nhếp cửu là im lặng, cô cũng có kinh nghiệm báo cảnh sát một lần rồi, cũng biết thủ tục làm việc cơ bản. Trước mắt quả thật cô chẳng có chứng cứ gì hết. Cuối cùng, cho dù cảnh sát có đi thật thì cô có tin không? Họ đến nơi sẽ chẳng phát hiện được cái gì. Lý lẽ đơn giản thế mà cô cũng không nghĩ ra ư? Nhấp cửu la vo chiếc túi trong tay lại, ném vào túi rác bên cạnh xe, nghĩ ra, chứ nhưng nghe người khác nói sẽ dễ hết hy vọng hơn. Nếu là anh, anh có đi cứu không? Viêm Thác nhét nửa chiếc bánh quẩy còn dư vào miệng, uống một hớp sữa đậu nành cho trôi theo nguyên tắc tôi sẽ không đi. Cái bẫy quá rõ ràng, rất có thể không cứu được người mà còn thiệt mạng. Không theo nguyên tắc thì sao? Không theo nguyên tắc thì phải xem người bị treo ở đó là ai. Nếu bố mẹ tôi bị treo ở đó, thì dù biết rồi trên núi có hồ tôi cũng phải đi. Nói tới đây Viêm Thác nhìn ra ngoài cửa số, thì thào, trời lạnh thế này, trời lạnh đến mức nói chuyện ở ngoài trời còn có khi trắng thế này. Nếu bố mẹ anh bị treo trong núi, anh sẽ chẳng đợi được dù chỉ một giây. Nhấp Cửu La, vậy chỉ có thể mặc những người đó chết rét à? Viêm Thác trầm ngâm, cũng không hẳn, những ai chết rét thì đã chết dối, số người còn dư lại chưa hẳn đã chết rét. Nhấp Cửu La cảm thấy câu nói này rất giỏi, là sao cơ? Viêm Thác, treo người trên cây để họ chết rét sẽ có cảm giác rất tàn nhẫn. Bản chất của nó là một vở kịch mục đích của nó là kích thích các cô các cô càng điên cuồng càng suy sụp bọn họ càng đắc ý đúng không đúng là vậy nhiếp cứu la không có ý kiến nhưng vở kịch muốn diễn tiếp được cần phải có khán giả tựa như một bộ phim vậy nếu không có ai đi xem sẽ bị ngừng chiếu sớm bên đầu khi nam ba đã chuẩn bị mọi thứ cho vở kịch dối nhưng các cô đi bọn họ mới có động lực và có khi còn sẽ xây dựng thêm một tiết mục đặc sắc hơn còn nếu từ sáng tới tối không có bóng người nào, bọn họ diễn cho ai xem? Liên tục treo người lên cây để tập thể dục à? Bọn họ có thể làm được việc này nhưng làm gì cũng phải xem mục đích. Mục đích của bọn họ không phải để người ta chết rét mà là mượn phương thức ấy dụ bắt những người còn lại. Một khi phát hiện chiêu này vô dụng, bọn họ sẽ tìm cách khác tóm lại đứa ngu cũng biết, con tin còn sống mới có giá trị. Nhiếp Cửu La đã hiểu ý anh, cùng thầm thở phào đã ra ngoài quá lâu viêm thác khởi động xe cô xuống đâu tôi đưa cô tới chỗ dễ bắt xe nhiếp cứu la không đáp mà chỉ hỏi lại câu vừa rồi chuyện cứu người giúp tôi anh không suy nghĩ tí nào à viêm thác bất đắc dĩ cô nhiếp tôi thật sự không cứu được cải ông chú tưởng bách xuyên kia là thủ lĩnh chắc chắn sẽ bị trông chứng cẩn thận trên mọi phương diện kiểu nhân vật còn con như tôi muốn gặp ông ta còn khó chủ nói gì tới cứu Nhếp cửu la, tôi có thể trả thù lao. Viêm thác cười khổ, chẳng buồn nói nữa. Nhếp cửu la nhìn anh, anh không hỏi xem là thù lao gì à? Viêm thác, đây không phải vấn đề thù lao. Nhếp cửu la cất lời anh, anh từng hỏi tôi phải làm sao để giết được củ đất. Viêm thác giật mình, bàn tay để trên vô lăng bất giác siết chặt lại. Anh nhìn ra phía trước, không để cảm xúc hiện lên gương mặt, khi ấy cô bảo cô không biết nhấp cửu la cười anh nghe không kỳ rồi trước nay tôi chưa từng bảo mình không biết tôi nói là tôi không trả lời được vấn đề này chẳng qua lúc đó anh quá thất vọng nên không nghiền ngẫm ra mà thôi quá lâu viêm thác không nhớ rõ khi ấy nhấp cửu la trả lời thế nào nữa nhưng đúng là tôi không trả lời được vấn đề này khác hẳn với tôi không biết đây là một cách dùng từ đổi nghĩa rất gian xảo cổ họng anh hơi khô cho nên cô biết cách à nhấp cửu la gật đầu Thủ lao này anh thấy thế nào? Viêm thác bỗng bật cười, các cô đã bị cú đất đánh cho tan tác, thủ lĩnh còn không rõ sông chết thì có thể giết được cù đất à? Nhấp cửu la cũng cười, đánh cho tan tác thì đã sao? Bỏng đã phải đà tới phút chót, quyền anh phải đấu tròn ba hiệp. Mỡ đầu không tốt đâu có nghĩa sẽ thất bại thảm hại. Viêm thác cứ gặp mô là rẻ, chẳng để ý được mình đang lái đi đâu, miễn sao có đường cho xe chạy là được củ đất đã không giống trước kia nữa rồi. Bọn chúng tiến hóa thành hình dạng con người, người nhà chó cũng không ngửi ra được mùi của bọn chúng. Cô có dám chắc biện pháp của mình còn tác dụng không? Có chứ, răng chó đang nằm mấy tháng đó thôi. Răng chó không giống, anh ta ăn tạp. Nhếp cửu la cứng họng. Đúng vậy, châu châu bị cô giết, nhưng nó là củ đất truyền thống. Răng chó cũng bị cô đánh gục, nhưng gã là kẻ ăn tạp. Cô cũng không thể chắc chắn dao của mình vẫn còn tác dụng như xưa. nhiếp cửu la nói, không thích thù lao ấy thì thôi. Anh giúp chủ ấy trước đi, cố gắng để chủ ấy ăn no, ít chịu đòn. Rồi cô chỉ vào đầu đường phía trước, thả tôi xuống chỗ kia, để đón xe. Viêm thác thả chậm tốc độ xe, lái vào khu vực đỗ xe. nhiếp cửu la tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe. Vừa bước chân ra khói cửa đã nghe viêm thác gọi cô nhiếp cô ngồi lại ghế nhìn sang phía anh sao chỉ cần tôi làm được giao dịch này sẽ tính là có đúng không nhấp cửu la gật đầu lại bổ sung thêm người phải còn sống viêm thác hưởng lại một thoáng mới nói vậy để tôi thử xem nhấp cửu la vừa bất ngờ vừa như đã biết trước cô nhắc anh tôi không dám chắc cách của mình còn tác dụng đâu viêm thác nói tôi biết có tin tức gì tôi sẽ liên lạc với cô nhiếp cửu la mở cửa xe lần nữa khi đã đi được một đoạn cô ngoảnh đầu lại xem cô nhìn thấy xe của viêm thác còn dừng ở đó một lát sau anh dựa đầu vào vô lăng khiến cô nhớ tới tối qua cô cũng từng mệt mỏi nằm sấp trên tay lái trong tình trạng trước ngực sau lưng lạnh căm căm giống anh yêu cầu của cô có quả đáng không nếu quá nguy hiểm anh có thể không làm mà nhiếp cửu la do dự rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho viêm thác lượng sức mà làm thôi nguy hiểm quá thì đừng làm. Trong tầm mắt cô, có lẽ đã nghe được tiếng tin nhắn, viêm thác mói dậy móc điện thoại ra. Sau một thoáng sừng sốt, anh ngừng đầu lên và nhanh chóng nhìn thấy cô ở phía trước. Sau đó anh nhắn lại. nhiếp cửu la xem điện thoại. Anh nhân là, nếu không làm, có phải giao dịch sẽ không còn không? nhiếp cửu la trả lời, tưởng Bách Xuyên rất quan trọng với tôi. Viêm thác hồi âm, tôi biết, ai cũng có người quan trọng của riêng mình cô ra giá vì người quan trọng của cô tôi mạo hiểm vì người của mình khi tin nhắn bị lửa thiêu cháy xe của viêm thác chạy lướt qua cô cuốn theo một làn gió lạnh nhấp cửu la cầm điện thoại nghĩ bụng tường bách xuyên vẫn rất quan trọng với mình lần đầu tiên nhấp cửu la gặp tường bách xuyên là hồi năm tuổi khi ấy bùi kha còn chưa xảy ra chuyện cũng rất êm ấm với Nhiếp tây hoàng bởi vì cô chưa từng thấy hai người họ cãi nhau. Hoặc có lẽ như Chiêm Kính nói, bố mẹ có cãi nhau nhưng tránh cô. Hôm đó, đi học mẫu giáo về cô thấy trong nhà có khách chủ tường, tường Bách Xuyên. Tường Bách Xuyên năm đó đẹp trai ngời ngời, chín chắn lịch sử. Tuy đã hơn 30 nhưng trông chỉ 20 thôi nhấp cửu la luôn cảm thấy bố mình đẹp trai. Nhưng sau khi gặp tường Bách Xuyên cô mới biết cái cảm giác núi cao còn có núi cao hơn. Trong đầu cô có một suy nghĩ rất bất hiếu, nếu chủ tưởng là bố mình thì tốt. Theo quy định trong nhà, có khách đến ăn cơm, trẻ con không được ngồi vào bàn. Cô vui vẻ ăn cơm trong bếp rồi bỏ bát xuống đòi bùi kha cho tiến mua đồ ăn vặt. Dựa theo kinh nghiệm của cô, khí nhà có khách tỷ lệ thành công của việc đòi tiền tương đối cao, có khi còn được khách cho thêm ba, năm chục. Khi sắp đi tới cửa, cô nghe được cuộc đối thoại của mấy người trong nhà thật kỳ lạ, không ngờ họ lại đang nói về cô. Cô lập tức dòng tay nghe. Tưởng Bách Xuyên vui vẻ nói, tịch tịch đúng là một hạt giống tốt, em thật sự không suy nghĩ. Bùi Kha đáp lại với giọng dịu dàng nhưng rất kiên quyết, thôi đừng, ngày xưa đừng kéo nó vào. Ít sợ em còn từng vào rừng bắt thỏ, tịch tịch lớn lên ở thành phố, là một người bình thường, sau này cũng là một cô gái bình thường thì hơn. Anh tưởng có em còn chưa dù à? Nhếp Tây Hoàng, việc này có ổn không? Bùi Kha cười, anh xem bây giờ anh tường phong độ thế này, anh ấy dẫn chúng ta làm giàu mà anh còn không thích à? Tưởng Bách Xuyên cũng cười, chú em, truyền thống của thợ săn núi ba là ai tới cũng có phần. Không cần biết chú có bỏ sức không, chỉ cần đi cùng mọi người cả chuyến kiểu gì cũng có phần của chú. Nhiếp cửu la nghe mà chẳng hiểu gì, tối đi ngủ, cô chui vào lòng bùi kha mẹ, con là hạt giống tốt gì cơ? Bùi Kha bật cười, gõ nhẹ vào mùi cô con là bé ngoan của mẹ. Chú tướng muốn để con đi làm việc cho chú ấy nhưng chúng ta không đi, cho bao nhiêu tiền cũng không đi. Nhấp cửu la, một tháng tám nghìn cũng không đi hả? Bùi Kha tắt đèn đi ngủ, không đi, con đi học cho giỏi, sau này thi đại học rồi ra nước ngoài học tiến sĩ. Khi ấy lương tháng còn nhiều hơn tám nghìn ấy. Trong bóng đêm, nhấp cửu la tiếc rẻ cô rất muốn làm việc cho tường bách xuyên một tháng tám nghìn là cô thấy đủ rồi với lại tường bách xuyên đẹp trai như thế có trả bảy nghìn cô cũng đồng ý lần thứ hai gặp tường bách xuyên là trên lễ tang của bố cô cô ôm di ảnh của nhếp tây hoàng đội mũ tang trắng chẳng hiểu vì sao bỗng dưng mình lại mất hết bố mẹ sau khi bùi kha mất cô còn đang sợ nhiếp tây hoàng lấy mẹ kế vì các bạn cô đều bảo mẹ kế ác lắm giờ thì hay rồi cô có muốn có mẹ kế cũng chẳng được cô phải sống chung với gia đình bác cả thế còn sống tốt được ư cô buồn bã nước mắt chảy rào rào trong tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt có một bóng người cao lớn ngồi xổm xuống trước mặt gọi cô tịch tịch à nhiếp cửu la ngẩn đâu lên nhận ra đó là tường bách xuyên nếu chú ấy là ba cô thì tốt, chắc chắn chú ấy sẽ không nhảy lầu bừa bãi. Cô càng khóc nức nỡ hơn. Tưởng Bách Xuyên nhét một sắp tiền và một tờ giấy ghi số điện thoại vào tay cô. Nếu sau này có việc gì cháu cứ gọi điện thoại cho chú Tường. Cô thuốc thít gật đầu, nắm chặt tay lại khiến tiến và tờ giấy thâm ướt mồ hôi. Nói một cách công bằng, vợ chồng nhiếp Đông Dương không có ngược đãi cô như những gì cô tưởng tượng. Ngày mùa đông bắt cô giặt quần áo cho cả nhà bằng nước lạnh hay cho cô ăn cơm thừa canh cặn. Nhưng gia đình họ luôn đối xử không công bằng với cô. Có lần bác gái gọi cô vào ăn bánh ngọt, chiếc bánh mềm mại thơm phức khiến cô không nỡ ăn hết, chỉ cần từng miếng nhỏ một, đi chơi khắp nơi về trong tay vẫn còn hơn nửa chiếc. Lúc đi ngang qua nhà bếp, cô nghe bác gái nói nhỏ với Nhiếp Vân, bánh của nó không có kem, bánh của con có. Đừng để nó trông thấy cô lén lút thò đầu vào xem bánh của nhiếp vân đâu chỉ có kem mà kem còn được vẽ thành một bông hoa xinh đẹp quả là buồn cười cô không xứng được ăn bánh có kem à đúng là kẻ sĩ có thể bị giết chứ không thể để người ta sĩ nhục nửa chiếc bánh còn dư bị cô vứt đi đêm đó cô còn viết đời này chỉ ăn bánh ngọt có kem nếu không mình sẽ làm chó câu này là hình thức ban đầu của nhật ký sao lại có một lần cô nghe lên được hai bác nói chuyện với nhau về việc đi học của con cái bác gái bảo hai đứa nhỏ có thành tích bình thường nhưng vân vân phải cho đi học trường chuyên bỏ tiền ra chạy cũng được còn tịch tịch học trường gần nhà thôi con gái mà học trường nghề là được sau này có thể kiếm một công việc ổn định thật ra em thấy làm ở siêu thị cũng được bây giờ đàn rất thịnh hành rồi lại tìm cho nó một thắng chống thành thật là chúng ta cũng có thể ăn nói với em trai anh. Nhiếp cứu là tức đến độ lau nước mắt ngay ngoài cửa. Đã bảo là ra nước ngoài học tiến sĩ cơ mà. Còn nữa, tại sao lại tìm người thành thật cho mình, rõ ràng chồng mình là hoàng tử. Cô cảm thấy tình hình của mình rất nguy hiểm, cảm thấy mình đang đứng giữa lối rẽ cuộc đời lạnh lẽo, rất cần được cứu vớt. Tối đó cô lục số điện thoại tưởng Bách Xuyên để lại cho mình ra, viết một dòng chữ vì cuộc sống hạnh phúc của mình, mình quyết định đi đàm phán với t u -G n g Bách Xuyên. Sau đó bẻ gây một cây bút máy và uống một chén rượu để pha nước để bày tỏ sự quyết tâm của mình. Cô còn nhớ mình gọi bằng điện thoại công cộng của một quán tạp hóa. Sau khi kết nối, nghe được giọng tường Bách Xuyên, cô bật khóc. Cô bảo, chủ tường Bách Xuyên, cháu muốn đàm phán với chủ. Vốn dĩ cô định gọi thẳng tên để tỏ vẻ địa vị hai bên ngang nhau nhưng lại sợ làm vậy hơi hỗn láo nên đành nhét thêm chữ chú. Lúc đầu tưởng Bách Xuyên không nhận ra là cô, mãi sau mới hỏi, tịch tịch à? Sao cháu lại khóc thế? Đừng khóc, nói từ từ thôi. Nhấp cửu la nói, cháu muốn đến thành phố lớn học tập, thành phố mà sau này có thể học tiến sĩ ấy. Tưởng Bách Xuyên đồng ý dù rằng ông ta cũng chẳng rõ thành phố lớn nào có liên quan tới việc học tiến si. Cô lại nói tiếp, cháu muốn có nhà, nhà của chính cháu. Dù sao cháu là trẻ con, chủ phải cho cháu tiền. Bây giờ cháu không có tiến, sau này cháu sẽ trả lại chủ hoặc làm việc cho chủ cũng được. Mỗi khi cô nói một câu, tưởng Bách Xuyên lại đáp được và khuyên cô, cháu đừng khóc nữa. Câu cuối cùng cô nói là, lúc truyền trường cho cháu, chủ phải mặc bộ đồ đắt nhất, nắm tay cháu, giả vờ là bố cháu, đi quanh trường một vòng. Cháu luôn bảo với mọi người là bỏ mẹ cháu ra nước ngoài. Tưởng Bách Xuyên đáp, được. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 53. Mang đủ món đồ ăn sáng về, quả nhiên viêm thác đã thu hoạch được rất nhiều ấn tượng tốt. Những người ấy chỉ biết anh là chủ chứ chưa từng gặp mặt. Này bỗng dưng được anh săn sóc, ai nấy đều đắc chí, có một số người còn vừa mừng vừa lo, thậm chí còn thấy bữa sáng trong tay thơm hơn hẳn thương ngày. Viêm thác để ý người phải phẫu thuật đêm qua nhất. Cậu ta tên Điền Tường, 20 tuổi, vì đang bị thương không tiện đi lại, gấu đen cho cậu ta ở nhà dưỡng bệnh, còn bảo tiền lương vẫn được trả như thường, bao giờ khóe lại quay về làm việc. Liếc thấy viêm thác sách túi đồ ăn sáng qua, Lữ Hiện đang đánh răng vội vàng ngăn cản bằng giọng nói lõm bôm, ây không được cho bệnh nhân ăn uống linh tỉnh phải kiêng đồ chua đồ cay viêm thác đáp mấy thứ thưởng thức ấy tôi vẫn biết đây là cháo trứng thịt bò ăn để bổ sung lòng trắng trứng lữ hiện không phản đồi nữa còn điền tường nghe tiếng nói chuyện thì vội vàng ấn nút để nâng giường bệnh lên mở cả chiếc bàn ăn cơm nhỏ với ánh mắt đầy xúc động quả nhiên người có thể làm chủ đều giỏi giao tiếp bình dị gần gũi với nhân viên đến mức chu đáo cả mấy thứ cơm canh nhỏ nhặt còn kiểu người nóng tỉnh, động tí lại đánh đập người khác như gâu đen, cả đời cũng chỉ có thể đi làm cho người ta thôi. Viêm thác mở túi thức ăn, đặt hộp trào lên bàn sau khi đã mỡ nắp và bỏ thêm thìa, cậu tự ăn được chứ? Điền tường vội gật đầu, được à, được à, được à. Vừa nói cậu ta vừa mốc một thìa cháo cho vào miệng, còn chưa nêm được hương vị đã khen, ngon lắm à. Viêm thác mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, chuyện hôm qua anh gấu đã nói cả với tôi cậu vất vả rồi điền tường hoảng sợ có gì đâu ạ à? em nhận tiên rồi được giao việc cho làm nghĩa là anh gấu trọng dụng em cho em cơ hội viêm thác không nói chuyện tiếp ngay con người gấu đen tuy to con mốc nghếch nhưng vì dám bỏ tiến có tình nghĩa nên cũng thu hút được một đám đàn em hung ác dám mạo hiểm mấy người đó không phải củ đất hay ma cọp nhưng mức độ hóc búa chẳng kém là bao Viêm Thác từng vẽ sơ đồ về bọn Lâm Hỷ Nhu. Trung tâm là đám củ đất do Lâm Hỷ Nhu cầm đầu với số lượng không rõ nhưng anh nghĩ ngờ bảng Excel mà Lâm Linh lấy trộm được chính là bảng ghi chép về cú đất. Trong đó có thiếu hụt một vài số và trước mắt đã đến số 017 chu trường nghĩa ngoài gấu đen ra. Những người này được phân tán ở khắp các nơi, các tầng lớp, nghé nghiệp và sống như người bình thường. Vòng bên trong là ma cọp theo lời nhấp cửu la nói bọn họ là những kẻ tự dưng phản bội con người theo hấu thể sống thể chết với củ đất trong khi chưa từng bị cào cần đầu óc bình thường các phương diện khác cùng bình thường tính từ điểm này bố anh chính là ma cọp một ma cọp không đúng nghĩa danh sách ma cọp hoàn toàn trống không mà chính vì nó trồng không nên anh luôn giữ khoảng cách an toàn nói chuyện nữa thật nữa giả với tất cả những người xung quanh thấy thân thiết nhưng với người xa lạ anh lại vòng bên ngoài chính là những người như điên tường. Bọn họ là người nhưng đôi khi độ độc ác của con người còn khiến ma quỷ phải dè chừng. Đám người này không rõ số lượng và không cố định là những ai. Khi về sắp sơ đổ, viêm thác cảm thấy mình thật cô đơn. Anh phải lấy sức một người đối kháng với cả một tập đoàn khổng lồ tựa như con kiến nhỏ bé muốn kéo quả khinh khí cầu. Đôi lúc anh thấy tiến triển của mình quá chậm bởi 7 năm trôi qua mà gần như không có điểm gì đột phá. Nhưng rồi anh lại an ủi bản thân rằng, chỉ cần chưa thua, chỉ cần cơ thể này còn đứng vững, có chậm hơn nữa cũng chẳng sao. Anh không cần nhanh vì có nhanh thế nào người nhà anh cũng không trở về được nữa. Viêm thác hoàn hồn lại, hỏi điền tường, cậu vẫn luôn đi theo anh gâu hả? Bao lâu rồi? Viêm thác hoàn hồn lại, hỏi điền tường, cậu vẫn luôn đi theo anh gâu hả? Bao lâu rồi? Thấy xếp bắt đầu hỏi chuyện, điền tường căng thẳng em được bạn bè giới thiệu cho anh Gấu, đã theo anh ấy được 4 năm rồi. Nam, năm trước, anh Gấu cho em một chân trong công ty, công việc ổn định, còn được đóng bảo hiểm lao động nữa. Viêm thác gật đầu, làm việc ở công ty có quen không? Điền tường gật đầu như già tỏi, quen a, à, quen à. Anh, anh Viêm, em kinh miệng lắm, cũng luôn nhớ quy định. Lần đầu tới Thạch Hà à? Lần, lần hai rồi à? đợt tháng 8, tháng 9 em cũng tới. Viêm thác gật gù như hiểu rất rõ về chuyện lần trước, lần trước không thuận lợi lắm nhỉ. Suýt thì chết người, các cậu cũng phải chú ý đây. Anh còn nhờ Lữ Hiện từng bảo tháng 9 có một người suýt chết vì xương sườn gây gần cầm vào phối. Điền tường hoảng hốt, lần trước bọn em sơ ý quá, tưởng chỉ là một chuyến giã ngoại bình thường thôi, không ngớ lại hung dữ như thế. Thành thử mọi người quính lên, nặng tay quá. Đi dã ngoại, vậy nghĩa là bắt bừa người về, còn ra tay nặng khiến người ta phải vào cấp cứu. Viêm thác chợt nhớ tới chuyện ở tầng hầm thứ hai dưới nông trường mà Lâm Linh từng kể. Cô ấy bảo mình nghe được một người đàn ông bị gấu đen đánh, còn cầu xin là không thù không oán với các người. Di Lâm cũng nhắc nhở gấu đen chủ ý đứng đánh chết, phải giữ người còn sống. Nghe có vẻ rất giống với đợt tháng 8, tháng 9 này, người bị bắt đều không hay biết gì nhưng phải còn sống, nếu chết sẽ vô dụng. Viêm thác không dám hỏi quá nhiều vào một việc, khiến người ta nghi ngờ nên đổi chủ đề một cách rất tự nhiên, làm những việc này phải rất chú ý. Cậu xem lần này cậu. Anh chỉ vào vết thương của điền tướng, nghe nói còn là một tên mù nữa. Lúc này đây điền tường xấu hổ vô cùng, quên luôn cả việc phải ăn nói nhỏ nhẹ. Cậu ta tức tối chữ thể, mẹ kiếp, quả xui xèo anh Viêm, anh nói xem có ai xui như em không? Bị một tên mũ bản trúng. Viêm thác nhẹ nhàng đáp, không trúng đầu là vẫn chưa quả xui. Điền tường sửng sốt, lạnh toát sống lưng. Một câu nói nhìn như bình thường nhưng lại gợi lên biết bao suy nghĩ rợn tóc gáy trong đầu cậu ta. Đúng thế, nhờ mà trúng đầu. Gấu đen bảo cậu ta đi lễ chùa, có khi cậu ta phải đi thật. Đến đó cảm ơn thần Phật đã phù hộ cho cậu ta qua một kiếp nạn. Cậu ta nuốt nước miếng, anh Viêm, anh đúng là người tài giỏi, chỉ nói một câu thôi cũng khiến em hiểu ra mọi chuyện. Chẳng trách người ta bảo làm người phải, lạc quan, người lạc quan luôn có thể nhìn thấy điểm tốt trong chuyện sống. Ý đồ ban đầu của Viêm Thác là nói xô điền tường, không ngờ cậu ta lại đáp lại bằng một chuỗi lời khen. Nhưng anh đã nói chuyện với điền Tương rất lâu rồi, còn ngồi tiếp nữa sẽ thành bất thường. Vì thế anh đứng dậy, không có gì đằng nào đồng bọn của tên mù cũng rơi cả vào tay chúng ta rồi tôi đi qua xem thế nào nói tới đây anh hỏi như lơ đãng ở bên kia nhỉ chắc hẳn lâm hỉ nhu có hai chỗ ở tại huyện thạch hà không phải bên này thì sẽ là bên kia điền tường gật bừa gật xong mới nhớ ra ấy không phải đâu anh viêm anh đừng sang đó có sang cũng tốn công thôi tối qua đã đưa đến nông trường rồi nông trường hóa ra là đưa tới nông trường viêm thác cưới mấy người này sốt sắng quá vậy đêm qua trời còn đồ tuyết cần phải vội vàng thế à rồi anh chỉ cốc trào trên bàn ăn cậu mau ăn đi đừng để cháo nguội viêm thác lấy cỡ mệt mỏi vì sáng sớm đã đi mua đồ ăn để về phòng ngủ một giấc lữ hiện nói với anh trong vẻ mặt tôi biết ngay mà nói rồi mà cậu mà đồi tình được á chăm chỉ chẳng quá ba giây viêm thác không để ý tới anh ta sau khi vào phòng anh khóa luôn cửa lại thật ra anh chỉ muốn có một nơi yên tĩnh để sắp xếp lại những tin tức có được người đang ở nông trường thật chẳng dễ giải quyết tầng hầm thứ hai được canh gác nghiêm ngặt dù anh có đóng nguồn điện phá hủy camera theo dõi thì phải làm sao mới qua mặt được những kẻ canh gác bên trong và mang tường bách xuyên ra ngoài có lẽ anh nên đi từng bước một đầu tiên cử tới nông trường trước sau khi gặp được tường bách xuyên thì lại tỉnh tiếp đang suy nghĩ bỗng có điện thoại gọi tới là số của lâm linh viêm thác bất ngờ hỏi ngay khi vừa nghe máy xảy ra chuyện à lâm linh là đồng bọn của anh nhưng không phải đồng bọn lý tưởng cô ấy quá yếu đuối sau chuyện ở nông trường cô ấy đã sợ tới mức đổ bệnh một thời gian dài sau đó lâm linh không dám tắt đèn khi ngủ không dám ăn củ sen và những thứ có sợi lâm linh từng đấu tranh hai lần một lần là bảo muốn đi học đại học ở tỉnh khác, nhưng Lâm Hỷ Nhu đáp, không được là cô ấy không nhắc tới nữa luôn. Một lần khác, thấy cô ấy đáng thương viêm thác mới đề nghị, hay là em trốn đi. Đừng lên kế hoạch cụ thể vì gì Lâm thông minh như thế, em không qua mặt được gì ấy đâu. Cũng đừng nói cho bất cứ ai, kể cả anh luôn. Một hôm nào đó đang đi dạo phố, em chạy tới nhà ga mua vé rồi trốn đi, tới nơi lại mua vé đi tiếp cứ thế mây lượt là sẽ khó bị tìm về lâm linh nên nước mặt hỏi anh anh có đi không viêm thác nói đây là nhà anh anh không đi đâu cả lâm linh do dự rất lâu rồi cũng làm theo lời anh một ngày nọ khi đi dạo phố cô ấy bỏ trốn thật lòng viêm thác rất vui vẻ chính anh xui xẻo đã đành anh không muốn kéo theo người khác xui cùng nhưng anh không ngờ được chiều hôm sau lâm linh đã bị gấu đen tìm về Hôm ấy Lâm Hỷ Nhu tức lắm, túm tóc Lâm Linh tát cô mấy cái rồi tìm ra được ba cuốn vé trong người cô, dì đối xử với cháu không tốt à? Dì nuôi cháu lớn trứng này, sao cháu dám không nói năng gì mà chạy đi? Sao cháu phải chạy, cháu đi như này là muốn đi đâu? Cháu nói gì nghe xem. Không bịa được lại chẳng dám nói thật, Lâm Linh khóc như mưa. Khi thấy mọi chuyện sắp vỡ lở, viêm thác đứng dậy. Anh bảo bỏ qua cho em ấy đi dì lâm dì đừng giận nữa việc này là tại cháu lâm hỉ ngu sừng sốt rồi dường như đã nhận ra vừa rồi mình mất kiểm soát à vuốt tóc cháu á viêm thác biết phải bịa một cái cớ to vào nếu không sẽ không lừa được anh bảo chuyện là thế này lâm linh thích cháu mấy hôm trước có tỏ tình với cháu nhưng cháu từ chối châu bảo bọn cháu quen biết từ nhỏ không có cảm giác gì hết có lẽ em ấy sâu hổ, không biết đối mặt thế nào nên chạy đi để đỡ phải gặp lại cháu. Con gái tuổi dậy thì quả thật dễ để tâm vào mấy chuyện vụn vặt. Lâm Hỷ Nhu chấp nhận lời giải thích này, do hối hận trước phản ứng quá khích vừa rồi của mình, à cười trong sự áy náy và xấu hổ, Lâm Linh lớn rồi. Cũng tại gì không chú ý tới con bé. Sau đó Lâm Hỷ Nhu an ủi Lâm Linh bằng cách mua cho cô rất nhiều quần áo và đồ chơi mới còn bỏ thời gian tâm sự chuyện tình cảm với cô, bảo cô phải phóng tầm mắt ra xa, phong cảnh bên người chưa hẳn đã là đẹp nhất. Tóm lại mọi người đều hòa nhà, tựa như mọi chuyện đều đã qua. Ít nhất thì ở chỗ Lâm Hỷ Nhu là như vậy, nhưng hiến nhiên bên Lâm Linh không thế. Cô lén tim viêm thác, bảo với anh cô có trực giác mình sẽ chẳng chạy trốn được. Kiểu Lâm Hỉ Nhu cũng sẽ đi tìm cô về rồi cô lại hỏi anh, viêm thác, anh nói xem vì sao dì Lâm lại nhận nuôi em chứ? Chắc chân phải có nguyên nhân gì đó. Cứ thế Lâm Linh trở thành đồng bọn của anh, dù không phải người thích hợp, nhưng có người đồng hành cũng tốt hơn kẻ cô độc. Viêm thác rất săn sóc Lâm Linh, chỉ để cô làm những việc an toàn nhất như yểm trợ cho anh, thảm thính chốt tin tức đầu thừa đuôi thẻo, trộm bảng Excel trong máy tính của Lâm Hỷ Nhu, hay là âm thâm chú ý những người có tên trong bảng. Lâm Linh không hay gọi cho anh, trừ phi có việc. Quả nhiên giọng Lâm Linh vừa vội vừa nhỏ, Viêm Thác, anh còn nhớ bảng Excel đó chứ? Cái bảng có đủ loại họ ấy. Viêm Thác, có nhớ, em nói đi. Những người đó luôn ở yên tại chỗ, sống rất nề nếp, ngoài lúc cần ra ngoài vì công việc, họ luôn ở trong nhà. Nhưng mấy hôm nay em phát hiện đã có 5 người trong đó đi ra ngoài rồi. 5 người? Viêm Thác hít sâu một hơi, Tuy bảng đó điền tới số 017 nhưng lại điền từ số 003 với tên của gấu đen, lại không đánh số liên tục mà luôn ngắt quãng nên bỏ gấu đen ra cũng chỉ có tất cả 10 người. 5 người đi ra ngoài nghĩa là nửa số người. Anh vội móc máy tính trong túi hành lý ra, vừa khởi động máy vừa hỏi, em có tra được là đi đâu không? Bọn họ đều tới Tây An trước, sau đó thì chia làm hai nhóm, anh ghi nhé số 010 và 015 có vẻ là tới Thạch Hà, chính là chỗ anh đang ở đấy. Số 004, 009 và 016 chắc hẳn là tới nông trường. Mở bảng lên, viêm thác nhìn nhanh qua máy số này. Số D10 và 015 đều là đàn ông, trông vóc dáng cũng cao to như gấu đen. Số 004, 009 và 016 là hai nữ một nam, tương đối gầy gò, trong đó có một người phụ nữ đã 60 tuổi rồi. Điều này khiến người ta có cảm giác tốt thứ nhất nghiêng về hoạt động tay chân, tốt thứ hai nghiêng về hoạt động đầu óc. Lâm Linh nói tiếp, bên Thạch Hà em không rõ Lâm nhưng ba người tới nông trường thì một trong số đó được đón bằng xe của công ty. Trên xe có camera hành trình mà, em lên thảo thẻ nhớ ra xem, tuy chỉ ghi lại được những hình ảnh bên ngoài xe nhưng có thể nghe được tiếng nói chuyện viêm thác khá bất ngờ em thông minh thật đấy lâm linh ngượng ngùng lần này bọn anh không dân em theo em ở nhà cũng chẳng có việc gì làm nên mới muốn làm thêm gì đó anh cũng bảo rồi mà cứ làm từ từ từng chút một viêm thác hỏi có phát hiện được gì không lâm linh đáp em nghe hết một lượt từ đầu tới đuôi ở trên xe người đó gọi mấy cuộc điện thoại liên ngoài mấy cuộc gọi về nhà thì có một cuộc anh ta nói nhỏ lắm mà nói rất mơ hồ thì có một câu rất kỳ lạ anh ta nói thế này cô phản đối cũng vô dụng mọi người đều bỏ phiếu rồi phải giữ đúng quy tắc tôi tán thành tử hình chương 54 viêm thác không hiểu lắm tử hình à anh ta là bồi thẩm viên à trong ấn tượng của anh những vụ án được phân tử hình ở nước ngoài thường có bồi thẩm viên bỏ phiếu nhưng lại chẳng biết trong nước có chế độ này không rồi anh lại thấy có điều nghi vấn ở đây những người có tên trong bảng anh đều biết cả, cũng từng phân tích từ khắp mọi phương diện, nghề nghiệp không giới hạn trong một phạm vi nhất định nhưng nghiêng về phía lao động tay chân như người trồng hoa, nhân viên phụ vụ, ca sĩ quán bar gì đó chứ không có ai trong những ngành nghề tương đối chuyên nghiệp như bồi thẩm viên thể này. Lâm Linh nói, em cũng không biết, có lẽ là sợ tài xế nghĩ ngờ nên sau khi cúp điện thoại, anh ta còn giải thích đó là một tên tội phạm chưa bị phán, đang được đưa ra để hỏi ý kiến người dân xem số người tản thành từ hình nhiều hơn hay không tán thành nhiều hơn. Tài xế cũng không nghỉ nhiều nên bị anh ta lừa. Nhưng anh nghĩ kỳ câu nói ấy mà xem, cô phản đối cũng vô dụng, mọi người đều bỏ phiếu rồi là cái kiểu gì. Tử hình là do tòa án phán quyết, đâu phải do dân chúng bỏ phiếu. Còn nhấn mạnh phải giữ đúng quy tắc nữa, tóm lại rất là kỳ lạ. Đúng là rất kỳ lạ huống chỉ đó còn do người có hiếm nghi là củ đất nói. Phán ai từ hình nhỉ? Không phải tưởng bách xuyên đấy chứ? Lại còn phải bỏ phiếu nữa. Chẳng lẽ củ đất còn theo chế độ dân chủ à? Viêm Thác lo lắm nhưng vẫn ép mình phải bình tĩnh lại, không giống lắm. Gấu đen còn bắn mất nửa chân, tưởng bách xuyên như một trò đùa thì việc Lâm Hỉ Nhu muốn giết ông ta chỉ là chuyện đơn giản như một cái phẩy tay thôi chứ. Cần phải trưng cầu ý kiến của người khác nữa hả? À? Trước khi cúp máy, anh hỏi Lâm Linh, dạo này buổi tối đi ngủ vẫn bình thường chứ? Lâm Linh biết anh muốn hỏi điều gì, vẫn bình thường. Viêm thác thở phào, đừng suy nghĩ nhiều, có thể là do sự trước em lo lắng quá thôi. Im lặng một thoảng, Lâm Linh đáp khẽ khàng, cũng có thể là dạo này mọi người đều đi cả, chỉ có mình em ở đây. Mọi người đều ra ngoài thì cái tên bệnh hoạn lên vào phòng cô buổi tối cũng đi cùng không thể loại trừ khả năng này, Viêm Thác nói. Buổi tối khi đi ngủ, em nhớ khóa cửa cho kỳ, camera phải sạc đầy pin. Nhờ lúc kẻ đỏ vào phòng, em bừng tỉnh thì cứ giả vờ như không biết, đừng phản kháng gì cả, đừng để phát hiện, cứ đợi kẻ đó đi rồi lại tỉnh. Lâm Linh vâng giả, giọng nói hơi run rẩy. Viêm Thác kết thúc cuộc trò chuyện với tâm trạng nặng nề mà không có bất cứ lời an ủi nhẹ nhàng nào. Anh không phải gà mẹ không thể nào che chở cô dưới cảnh được. Và lại cũng không thể để Lâm Linh quá ỷ lại vào anh, vì nhờ một ngày nào đó anh chết đi rồi, cô sẽ làm sao? Sau khi cúp điện thoại, anh nhìn ngẫm về mấy người kia. Trong hai người đến Thạch Hà có một người tên là Trấn Phúc, hơn 30 tuổi, hiện đang lái máy xúc ở Lâm Nghi, Sơn Đông, nhìn là biết kiểu người thiên về sức lực. Người còn lại tên là Hàn Quản, hơn 20 tuổi, sống tại Trường Sa, trông khá bảnh bao nhưng lại mang theo nét đều càng. Anh ta làm bảo vệ cho những hoạt động nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện ở triển lãm xe cộ hay buổi biểu diễn của ca sĩ. Đến Thạch Hà, viêm thác giật mình, chẳng lẽ hai người này đến đầu khỉ Nam Ba giúp sức? Lại xem tiếp ba người đi nông trường, nếu không vì bọn họ xuất hiện trên cùng một bảng biểu thì quả thật chẳng ai móc nối được họ vào với nhau. Người lớn tuổi nhất tên là Lý Nguyệt Anh, năm nay đã hơn 60 rồi. Bà ta mở một cửa hàng cắt giấy ở Dương Châu, Giang Tô. Nghệ thuật cắt giấy Dương Châu được xem như di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, nếu cố tình thì có thể nói là đồng nghiệp của nhiếp cửu la. Người nhỏ nhất tên Phùng Mật, tâm 20 tuổi, sinh sống ở Hạ Môn. Cô ta làm ca sĩ quán bar, cũng khá là có tiếng. Người cuối cùng khoảng 40 tuổi là đàn ông, tên Dương Chính, lão làm nghề trồng hoa ở Côn Minh, hai người đến Thạch Hà, ba người tới nông trường đủ để thấy được chuyện ở nông trường quan trọng hơn. Phải tới nông trường một chuyện mới được. Sau khi về khách sạn, nhiếp cửu la ngủ một giấc dài. Trong giấc ngủ dài ấy có một giấc mơ đẹp, cô mơ thấy mình mở triển lãm lưu động quốc tế, khu vực triển lãm được trang trí vô cùng tao nhà và lịch sử. Cô mặc bộ váy dài màu vàng lấp lánh khuét sâu phân lưng bước trên tấm thảm vừa mềm mại vừa sang trọng. Trong phòng nghỉ, các phóng viên đến từ khắp mọi quốc gia đang đợi để phỏng vấn cô. Khi sắp đi tới cửa, cô bỗng dừng bước. Anh Thái đi bên cạnh hỏi, "Sao thế?" Cô đáp, "Ai, mục tiêu của cuộc đời được thực hiện dễ dàng nên thấy hơi trống vắng." Giấc mộng quá tươi đẹp nên khi tỉnh lại, cô gần như quên mất mình đang ở đâu. Ánh mặt trời vàng óng buổi chiều rất dịu dàng, khiến người ta không ngờ được phía sau tấm cửa kính kia lại là một ngày đông buốt giá. Nhếp cửu la nắm thêm một lát mới đứng dậy thu dọn hành lý chuyển của tường Bách Xuyên cô đã gửi gắm cho viêm thác. Hình thâm đã đi gặp Dư Dung, còn cô thì nên trở về nhà. Giờ này là thời điểm nhiều người trả phòng và thuê phòng nên trước sảnh khá đông người. Nhếp cửu la đang chấn trừ nghĩ xem nên xếp hàng ở bên nào thì một anh chàng trẻ tuổi đứng trên đầu đã chủ động nhường chỗ cho cô, còn cười bảo, ưu tiên người đẹp. Nhếp cửu la nhìn anh ta. Dù anh ta trông rất đứng đắn, mày sắc như kiếm mắt sáng như sao nhưng cô không thích kiểu con trai phát tán thông điệp tôi rất đẹp trai ra bên ngoài theo từng lỗ chân lông trên cơ thể như thế này ưu tiên cô thì cô nhận nhếp cửu la đáp lại một câu cảm ơn rồi đi lướt qua anh ta đưa thể phòng cho tiếp tân mà chẳng thèm cười lấy một cái anh chàng kia khá bực bội nhưng vừa hay có điện thoại gọi tới nên chẳng đoái hoài thêm nữa anh ta đi ra ngoài mấy bước mới nghe điện thoại khi làm xong thủ tục trả phòng và đi ngang qua bên người anh ta nhấp cửu la nghe được anh ta cười to được được em đang trả phòng rồi đã lâu không gặp em sẽ tới ngay cười đùa ầm ĩ ở nơi công cộng thứ thái độ này trái ngược hẳn với gương mặt của anh ta nghĩ thầm trong bụng nhấp cửu la đi ra ngoài sành bắt taxi tới nhà ga vì thị trấn này không có sân bay cô phải đến tây an trước rồi mới bay được về nhà đường tới nhà ga không gắn cô làm tổ ở hàng ghế phía sau lướt điện thoại. Ngay khi đang nhàm chán đến đỉnh điểm, đọc xong là cháy thông báo có ba tin nhắn mới. Nhếp cửu la mói thẳng người dậy. Nhân vật côn con lại tìm tới nói chuyện với cô dối. Mở áp ra, hai tin nhắn đầu đều là ảnh chụp của hai người đàn ông. Tin nhắn thứ ba là tin nhắn văn bản với nội dung, Trần Phúc, Hàn Quán. Hai người này rất có thể là củ đất, gần đây sẽ xuất hiện ở Thạch Hà. Cú đất ư, nhiếp cửu la giật mình, nhìn kỹ lại hai bức ảnh kia. Lát sau hai gương mặt ấy đã bị lửa thiêu rụi. Cô khẽ liếm môi dưới, sau một thoảng thẫn thờ, cô vỗ vào lưng ghế của tài xế. Chủ ơi, cháu trả thêm tiến, chú quay lại khách sạn giúp cháu với. Vừa nghe thêm tiến, tài xế quay đầu xe lại luôn. Hàn quán, anh chàng trên bức ảnh thứ hai chính là người vừa nhường vị trí cho cô ban nãy. Nếu là người bình thường chưa hẳn đã nhận ra được vì bức ảnh viêm thác gửi tới là ảnh cũ, lại còn là kiểu ảnh chân dung với nét chụp tương đối cũ kỳ. Người trong ảnh có kiểu tóc, phong thái và cách ăn mặc khác hẳn so với hàn quán bây giờ. Nhưng nhấp cửu la học điêu khắc, tương đối nhạy cảm với thước đo hình thể. Khi nhìn mặt một ai đó, cô sẽ bài trừ tất cả những lớp trang trí hoa lệ rực rỡ bên ngoài để xây dựng nên hình dáng đại khái của gương mặt và dữ liệu vị trí của điểm tham chiếu tương ứng cô dám chắc mình không nhìn nhầm anh chàng kia chính là hàn quản anh ta tiến hóa còn hoàn hảo hơn cả răng chó thuộc loại cú đất mang hình dạng con người chân trinh đây cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc với củ đất kiều này cô phải làm rõ vài việc ví dụ như còn có thể phân biệt củ đất bằng máu đặc sệt không và mũi của người nhà chó đã mất tác dụng trước bọn họ thì dao của cô có còn tác dụng không? Nhếp cửu la rất may mắn vì vừa tới cửa khách sạn đã thấy ngay hàn quán đang chui vào một chiếc taxi. Nhếp cửu la chỉ chiếc xe ấy cho tài xế, chú bám theo chiếc xe kia cho cháu. Bao xe chủ cả một ngày thì khoảng bao nhiêu tiền? Tài xế có ý nói giá cao hơn bình thường, tầm 4, 500. Nhếp cửu la, cháu trả chủ 500, hôm nay chủ đừng nhận thêm đơn khác nữa. Tài xế đồng ý, cũng không hỏi thêm nhiều dù sao lái taxi lâu ngày chẳng thiếu gì mấy chuyện lạ lùng như bám đuổi, bắt gian. Người tài xế chậm rãi bám theo, tâm 10 phút sau chiếc xe phía trước dừng lại ở trước một nhà hàng. Đã có một người đàn ông chứng 30 tuổi đợi ở cửa nhà hàng. Hàn quản vừa xuống xe, hai người họ đã ôm ấp, vỗ lưng nhau cật lực để thể hiện niềm vui vẻ sau chuỗi ngày xa cách. Nhếp cửu la thấy rõ cái người đầu vuông mặt to, mắt xếch mùi hổm kia chính là Trần Phúc. Cô xin số điện thoại của tài xế, bảo ông ấy đợi ở gần đây rồi xuống xe đi vào nhà hàng. Nhà hàng này khá cao cấp với một sảnh ở giữa, Hai bên là những căn phòng bàn khép kín bảo bàn khép kíp là vì tuy được phân tách thành từng gian một nhưng thứ ngăn cách giữa các gian không phải tường mà là một tấm gỗ lửng không chạm nóc nhà. Đã qua giờ cơm từ lâu nên trong nhà hàng rất vắng. Nhân viên phục vụ định dẫn bọn Trần Phúc tới bàn ở sảnh nhưng gã ta không hài lòng, có phòng riêng cơ mà. Nhân viên phục vụ giải thích hiện tại phòng riêng chưa phục vụ. Trần Phúc trợn mắt, chưa phục vụ cái đéo gì chúng mày ngại phục vụ thì có. Bố mày là thượng đẽ, thích ngồi đâu thì ngôi. Rồi gã kéo hàn quán, đi thôi, vào phòng đóng cửa lại cho dễ nói chuyện. Vóc người gà cao to vạm vỡ, gương mặt lại hung hàng nên nhân viên phục vụ có tức cũng không dám nói gì, chỉ có thể bực bội dẫn họ vào phòng riêng. Nhếp cửu la nhìn từ phía xa, nhớ kỳ vị trí căn phòng. Thấy lại có khách bước vào, một nhân viên nữ đang rảnh khác vội vàng ra đón nhếp cửu la ấp ủ cảm xúc dưới đáy lòng để khi ngừng đầu lên mắt cô đã đó ứng cô hỏi khẻ, em có thể đặt một phòng riêng không nhân viên phục vụ sửng sốt nghĩ thấm đi một mình mà đặt phòng làm gì chứ đang định nhẹ nhàng từ chối nhếp cửu la bồng suyệt rồi chỉ vào gian phòng của bọn trần phúc đừng để họ nghe thấy người trẻ tuổi kia là vị hôn phu của em bọn em sắp kết hôn rồi Nhân viên nữ chẳng hiểu gì cả. Mắt Nhiếp Cửu La dần đỏ lên, sắp kết hôn rồi thì phát hiện ra anh ấy thích đàn ông nên em mới bám theo. Lần này nhân viên nữ hiểu được ngay, anh ta và người đàn ông kia à. Nhiếp Cửu La gật đầu, giơ tay lau những giọt nước mắt không hề tồn tại, em muốn đặt một phòng có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện. Chỉ có thể giúp em không? Đều là phụ nữ với nhau, có gì mà không giúp được nhân viên nữ gật đầu ngay được chứ em vào đi nhấp cửu la nhỏ và chị nhắc đồng nghiệp giúp em nhé đừng để hai người họ biết em ở ngay bên cạnh nhân viên nữ trịnh trọng gật đầu còn ngăn cản những đồng nghiệp không rõ nguyên do bằng ánh mắt nghiêm túc như muốn bảo mọi chuyện đều có nguyên nhân đợi lát nữa sẽ nói cho họ cứ thế nhấp cửu la bước vào gian phòng ngay sát phòng của bọn trần phúc như một u linh giữa cặp mắt bao người Cô ngồi lặng trong phòng một lúc, tắt âm điện thoại, thả nhẹ hơi thở rồi mới dán tay vào vách ngăn. Hiển nhiên phòng bên kia đã mang hết đồ ăn lên. Trần Phúc quát nhân viên phục vụ, đi đi, không gọi rừng có mò vào. Chắc hẳn nhân viên đó đã biết tình hình phía bên này nên đi ra ngoài rất nhanh. Nhấp cửu la nghe thấy Hàn Quân cười, em còn tưởng lần này có thể gặp chị Lâm Cơ, nhưng lúc đầu anh gấu bảo chị ấy bận, sau lại bảo chị ấy đi rồi. Thật đáng tiếc. Trấn Phúc cảm thán, chị Lâm vất vả mà, nào, kính chị Lâm. Tiếng cụng ly vang lên rõ rệt. Hoán quản, anh chân chuyện răng chó anh ném sang bên kia. À? Trấn Phúc, chưa sao nữa, tên khốn đó làm hỏng quy tắc, phải chết chứ, chú thì sao? Răng chó, là gã răng chó bị cô chọc mù mắt hả? Ra đầu nhiếp cửu la căng lên. Hàn quản, cũng vậy, cũng vậy, lúc nghe chuyện này em còn cười. Anh Trần, anh nói xem mọi người ai chẳng vậy mà chỉ có mình nó không nhịn được. Chút khó khăn còn con ấy còn không vượt qua được thì giữ nó làm gì nữa. Giữ nó lại cũng chỉ thêm hòa. Viêm thác nói hai tên này rất có thể là củ đất nhưng nay vì câu nói mọi người ai chẳng vậy của Hàn Quản, nhấp cửu la có thể xác định bọn họ chính là củ đất. Trấn Phúc nói nhỏ lại, nhưng anh nghe nói anh gầu muốn bảo vệ nó. Hàn Quán thắc mắc, vì sao chứ? Giọng Trần Phúc lại nhỏ đi, thì do đội trùng khăn trong truyền thuyết thò đầu ra đỏ. Anh có thể hiểu được ý của anh gấu, bây giờ đang là lúc cần dùng người, thay vì giết nó chỉ bằng lợi dụng nó. Sau câu nói ấy, hai người họ im lặng một lúc lâu, chỉ còn lại tiếng nhóp nhép. Khi tiếp tục câu chuyện, Hàn Quán hơi căng thẳng, "Đội trùng khăn có bao nhiêu người nhỉ? Anh nói xem, bọn họ biết được bao nhiêu về chúng ta?" Trần Phúc cười nhạo chú nhìn cái vẻ nhát gan của chú kia, mọi chuyện đều có chị Lâm rồi. Anh nghe nói đội trùm khăn tiêu rồi, mùi trỏ hỏng, dao điên nằm liệt, thủ lĩnh cũng bị người ta đánh thành què. Lần này gọi chúng ta tới đây là muốn xem xem có thể bắt nốt bọn còn lại không? Nhếp cửu la ngơ ngác. Giao điên nằm liệt, ai liệt cơ, trong đám bọn họ chỉ có mình anh đao là liên quan đến liệt. Chẳng lẽ đối phương tưởng anh đao là giao điên? Tìm cô bồng đập rộn lên, chắc chắn là tưởng Bách Xuyên cố ý khiến bọn họ hiểu nhầm như vậy. Hàn quân xấu hổ, thì tại nghe truyền thuyết về đội trùng khăn suốt nên em bị ám ảnh tâm lý. Trần Phúc cười mỉa, chủ đứng thần thánh hóa bọn họ. Sắp tới vào đầu khỉ, chủ sẽ được thấy tận mặt. Nghe nói là tóm được bốn đứa ở đó. Sau câu này lại là một chuỗi tiếng cụm ly, mời mọc nhau ăn. Vẫn là hàn quản mở lời trước, từ Tây An tới đây, anh có gặp chị anh không trần phúc không thấy chị ấy đến nông trường cơ mà nghe nói sức khỏe không được tốt nhỉ hán quản em gặp rồi đúng là sức khỏe không tốt mặt mũi kém sắc người cũng yêu đi trần phúc thở dài biết làm sao được chưa chọn xong tuổi máu chị ấy thuộc nhóm đầu tiên với gấu đen mà còn sống đến giờ có thể tính là may mắn rồi lúc trước gấu đen đã hỏng rồi mà kể cả là gấu đen sau này cũng không thuận lợi. Khi ấy chị Lâm không có kinh nghiệm, mọi chuyện đều dựa vào độ may mắn. Chúng ta là nhóm gần cuối, càng ngày càng cẩn thận nên chắc vẫn ổn. Túi máu là cái gì? Nhếp cửu la còn muốn nghe thêm nữa nhưng hai tên ấy chẳng chịu nói nhiều. Lát sau hàn quán cảm khái, chúng ta muốn sống được cũng chẳng dễ dàng. Trần Phúc phụ họa theo, đúng vậy. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio chương 55 Ăn được một nửa, Trấn Phúc đi vệ sinh, trước khi đi còn dặn Hàn Quân, gọi thêm món nhé, mình phải ăn cho no. Vào núi rồi sẽ không được ăn ngon như vậy đâu. Xem ra hai tên này đến đầu khỉ Nam Ba để làm quân chủ lực. Nếu vậy, cô có thể suy luận rằng trước mắt phía đầu khỉ Nam Ba không có củ đất không? Và nếu là như vậy, phải chăng cô xử hai tên này thì cái bẫy ở đầu khỉ Nam Ba cũng không còn đáng sợ nữa? Nghĩ vậy, nhiếp cửu la thầm thờ dài, đến đầu khỉ nam ba ở đâu cô còn chẳng biết. Hiện tại cũng chẳng có ai để nhờ và trước kia chỉ cần nhắn tin cho bên kia là mọi chuyện đều có người làm thay. Nay thì. chẳng trách người ta bảo một cây làm chẳng nên non, có đông người mới dễ làm việc. Lại nói tới bên trấn phúc, ban đầu chỉ định đi tiểu, nhưng đang đi dỡ bỗng thấy bụng y hào, gà chết thầm nhà hàng nấu ăn bần rồi vội vàng chui vào gian nhỏ ngay cạnh sau khi giải quyết nỗi buồn xong gã xe giấy lau đúng lúc này cánh cửa nhà vệ sinh mở ra có hai người khác vào đi tiểu trong tiếng nước chảy sen lẫn tiếng chuyện trò một người bảo mấy giờ rồi còn gọi thêm đồ ăn em vừa mới gật gà đã bị gọi dậy một người khác ai giống anh anh vừa đưa đồ ăn vẽ thì lại có đơn đặt hàng mới có thể nhận thấy đó là một người làm ở sau bếp và một người giao đồ ăn ngoài người nói trước bây giờ bọn gây lừa đảo thật ghê gớm. Lừa con gái nhà người ta để làm gì cơ chứ? Một người khác tức giận, em không thấy mất anh ta có vấn đề à? Cô gái đẹp như thế, không cần thì cho anh này, chẳng hiểu sao lại thích được cái tên giả sâu hoặc như vậy, mùi còn nhọn hơn chim ưng. Trần Phúc giật mình, giỏng tay lắng nghe. Nói thật mấy câu nói này anh ta chỉ coi như gió thoảng qua tai, không hề nghĩ nó liên quan tới mình. Nhưng có một điểm duy nhất. Gà có cái mùi giống chim ưng. Người gọi chuyện trước bảo, người đẹp còn chưa đi hả? Người còn lại, chưa đâu. Như anh thấy cô ấy nên ghi âm để lấy chứng cử. Nhờ lúc chia tay có tranh chấp gì thì tung ghi âm ra tố giác để. Trần Phúc xách quần lên, mở cửa ra ngoài. Hai phút sau, Trần Phúc nhét cả hai người bị đánh mất vào gian trong cùng. Sau khi cài chốt bên trong, gã dẫm lên bồn cầu, nhảy ra ngoài rồi trở về phòng như không có việc gì. Hàn quán đã đợi đến phát phiến, em còn tưởng anh ngã ở trong đây rồi. Trần Phúc nháy mắt với anh ta, ôi, tiêu chảy. Đồ ăn nhà này không ổn, trông thì ngon mà không sạch sẽ. Hàn quản sững sốt, còn chưa phản ứng lại được thì Trần Phúc đã ra hiệu cho anh ta nói tiếp. Rồi gã cởi dày, hiểu ý anh ta, tim hàn quán đập thình thịch, anh ta gô đùa vào đĩa, cầm chén trà lên rồi lại buông xuống, dạ dày anh không tốt thì có, em có bị sao đâu. Trần Phúc bước lên ghế, đứng thẳng người dậy, ghế ở ngay bên vách ngăn, làm bằng gỗ, khi chịu lực quá mạnh sẽ phát ra tiếng vang nhỏ nên gã mới phải cởi giày, nhẹ tay nhẹ chân. Hàn quản đập bốp đôi đũa xuống bàn, anh Trần, chị Lâm sắp xếp em tới là xem trọng em. Chỉ cần có người đến đầu khí Nam Ba, em sẽ cho nó có đi không có về anh ta trông thấy đầu trần phúc nhô ra khói vách ngăn rồi lại lặng lẽ rụt về hai người nhìn nhau trần phúc chỉ tay sang phòng bên cạnh đầu hàn quản như muốn nổ tung anh ta hỏi lại bằng khẩu hình miệng có người à bỗng dưng trần phúc chửi ẩm lên mẹ kiếp gọi thêm có mấy món mà mày không mang lên còn làm bố mày tiêu chảy không ăn nữa đi thôi nhiếp cửu la mở hé cửa đợi bọn họ thanh toán tiến và đi ra khói nhà hàng cô mới vội vàng ra ngoài. Vừa đi vừa gọi điện thoại cho tài xế bảo ông ấy lập tức lái xe tới. Cô gái thu ngân gọi có, này, này. Sợ mất dấu hai người kia, nhấp cứu la làm ngơ. Cô gái nọ vội vàng chui ra khói quấy, chạy tới túm tay cô, này. Đang vội mà còn kiểm chuyện nữa, nhấp cửu la còn đang bực bội. Cô gái thu ngân đã thì thấm, em bị phát hiện rồi. Di cơ. Nhấp Cửu La giật mình, đứng sững lại. Cô gái chỉ về phía phòng riêng, ban này chỉ tính toán sổ sách có trông thấy một cái đầu thỏ lên khói vách ngăn, nhìn xuống bên dưới, chỉ nhìn có một tẹo thôi. "Ôi mẹ ơi, chị sợ chết khiếp, suýt nữa thì kêu ẩm lên." "Chị gọi em En còn không dừng lại." Nhấp Cửu La hoảng hốt, không biết phải đáp lại cô ấy với vẻ mặt gì, chỉ trả lời lại một câu cứng ngắc, "Vậy à?" Cô gái lại cảm thấy phản ứng ấy của cô là bình thường, cái tên đàn ông này tình như gì ấy. Em đừng có lấy anh ta. Nhếp cửu la không biết mình đáp lại thế nào vì trong đầu cô chỉ văng vẫn mỗi một câu. Em bị phát hiện rồi. Còn bị phát hiện từ trên đỉnh đầu, quả là khiến người ta sờn gai óc. Này nhớ lại mới thấy đúng là toàn bộ quá trình cô không hề ngừng đầu nhìn lên phía trên. Nhếp cửu la lây khẩu trang trong túi ra đeo lên. Ra khói nhà hàng. Xe cũng đã tới, sắc trời lúc này không còn sáng như trước, ánh mặt trời cũng yếu đi, tăng thêm mấy phần hưu quạnh. Nhiếp Cửu La nhìn xung quanh, không thấy được hai tên đó. Nhưng hiển nhiên bọn chúng đang rình rập từ một nơi nào đó, chỉ một thoáng chốc, cô đã biến từ thợ săn thành con môi. Nhiếp Cửu La lên xe. Xe chảy, tài xế hỏi cô, cô vẫn đến nhà ga à? Nhiếp Cửu La gật đầu rồi lại đổi ý, không. Cô suy nghĩ một thoáng, chủ có biết chỗ nào dưới nông thôn có bãi cỏ lau không? Tài xế này là người địa phương, quen chạy cả thị trấn lần nông thôn nên vừa nghe cô nói đã biết, có, thôn đại lý khanh chứ gì. Bây giờ thôn đỏ bỏ không dối, nghe nói mấy hôm trước có tai nạn xe, một chiếc xe rơi vào ao bên đường, bây giờ vẫn còn nằm ở đó. Nhấp cửu la, chú chở cháu đến đó đi. Việc này phải giải quyết nhanh gọn tìm một nơi không người sẽ tiện cho đối phương và cũng tiện luôn cho cô. Và lì hành lý bỏ trong cốp xe nhưng may mắn chiếc ba lô quan trọng nhất cô vẫn mang theo người. Nhếp cửu la treo áo khoác lên thành ghế phía trước, cúi người thay quần áo. Khi tay cô chạm tới da rẻ trên người, người còn ấm áp mà tay đã lạnh căng. Tài xế hơi nghỉ hoặc nhưng sau khi nhìn vào gương chiếu hậu thì lập tức biết điều quay đi. Hai cú đất. Đối phương còn có sự chuẩn bị từ trước. Nhếp cửu la hít sâu một hơi. Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với tình huống thế này. Trước kia dù là chuyện gì cũng có tưởng Bách Xuyên thông bảo, sắp xếp, cô chỉ cần phối hợp hành động là được. Hình thâm đi rồi, này bên cạnh chẳng có lấy một ai có thể giúp đỡ cô. Thay quần áo xong, nhếp cửu la môi thẳng người dậy. Xe đã ra khỏi thị trấn, nhìn qua gương. Phía sau có không ít xe nên một thoảng một chút chẳng thể nhận ra chiếc nào đang bám theo cô. Nhưng không sao cả, đi thêm đoạn nữa sẽ biết thôi. Nhập cứu là điều chỉnh hơi thở, không biết vì sao lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho viêm thác. Anh đi chưa? Khi nhận được tin nhắn, viêm thác đang trên đường đi. Hiện tại trong đầu anh chỉ có mỗi việc đến nông trường dù rằng chưa nghĩ ra có. Nhưng quãng đường đi lại cần một ngày trời đủ thời gian cho anh suy nghĩ. Sau bữa cơm trưa, anh thu dọn hành lý và lại mượn xe của Lữ Hiện dạo gần đây, để an toàn anh luôn dùng xe của người khác. Tuy Lữ Hiện không muốn lắm nhưng câu làm hồng sẽ đến cậu một chiếc đất hơn của viêm thác đã giải quyết hết tất cả. Trong thâm tâm Lữ Hiện còn mong đợi anh làm hỏng xe. Dù sao người xưa tốt, xe mới thơm mà. Viêm thác lái xe băng một tay, nhân lại, đi rồi. Lát sau nhấp cửu la hối âm, đi xa không? Viêm thác nhìn đoạn đường trên hướng dẫn và xem cột mốc chỉ đường phía trước. Lúc này anh mới ra khói thị trấn một đoạn, không tỉnh là quá xa nhưng câu hỏi của cô rất kỳ lạ. Anh nhần lại, có việc à? Câu hỏi ấy khiến nhấp cứu la chẳng biết đáp sao. Cô cảm thấy mình vừa mới nghĩ gì nói đỏ, dù thế nào ở mặt ngoài viêm thác cũng thuộc phe củ đất. Và lại anh Trình là người gửi ảnh của hai tên này cho cô nay cô gọi anh tới có ổn không cô mặc áo khoác vào nhét dao vào tay áo quay người lại nhìn phía sau xe phía sau đã ít dần mà có một chiếc tiguan màu xám trắng luôn bám theo nhấp cửu la truyền tiền cho tài xế bảo ông ấy chú lái nhanh hơn đi đến lúc ngoảnh lại quả nhiên chiếc xe kia cũng tăng tốc tình hình đã xác định nhấp cửu la dặn tài xế lát nữa đến nơi chú thả cháu xuống xe rồi lái tiếp luôn Đừng về thị trấn theo đường cũ. Hành lý gì đó chú giữ tạm cho cháu, cháu có số điện thoại của chủ rồi, một thời gian nữa cháu sẽ gọi tới xin lại hành lý. Tài xế cảm thấy lần này không giống những vụ theo dõi bắt gian trước. Hơn nữa vì càng lái càng nhanh, tài xế cũng chú ý tới chiếc xe luôn bám sát kia. Chân ông ấy bất giác run lên, đừng bảo mình gặp phải sơ hội đen bảo thủ, đâm xe gì đây nhé. Người bình thường như tài xế không thể nào chịu nổi những tổn thất nặng nề như xe hỏng người thương vong. Cho nên tài xế mặc kệ việc an toàn giao thông, hạn chế tốc độ, chỉ muốn phóng vèo như tên lửa suốt đoạn đường cuối. Nhìn thấy bãi có lau phía xa, tài xế lập tức phanh gấp. Nhếp cửu la vừa nhảy xuống còn chưa kịp đóng cửa lại, xã đã chạy vụt đi. Sợ đối phương hiểu nhầm mình vẫn còn ở trên xe, Nhấp cửu la đứng ở ven đường một lúc cho đến khi thấy chiếc Tiguan kia giảm tốc độ lại mới chạy vào bãi cô. Nơi đây vẫn hệt như hai hôm trước, quạnh quẽ và yên ắng. Anh mặt trời vàng ẩm sau trưa đã chẳng còn, thay thế vào đó là sự lạnh lẽo. Bài con này cao cỡ đầu người, bên trên còn có những bông cỏ lau màu trắng. Những hạt lau nhỏ bay phất phơ trong gió mỗi lúc cô chạy qua, khiến bụi cỏ sao đồng. Chiếc xe kia cũng đã đến nơi tốc độ của xe rất chậm, còn cách cô một mảng có lau lớn. Không muốn bị xe đuổi như hình thâm khi trước, nhấp cửu la định tìm nơi ẩn núp. Cô chạy nhanh về phía mấy căn nhà bỏ hoang. Người lái xe là Trần Phúc, mặt gã hung ác, môi mím chặt khiến khóe môi cong hệt như chiếc mùi. Hàn quản lo lắng, anh Trần, không hỏi xem cô ta là ai à? Trần Phúc đáp, có gì mà phải hỏi. Người bình thường có ai đi nghe trộm chúng ta nói chuyện? Hân quản, nhờ cô ta nhận nhầm người thì sao? Có thể cô ta tưởng chồng sắp cưới của mình là một trong số chúng ta. Trần Phúc, nếu nhận nhầm thì nghe mấy câu là biết mình nhầm giói. Tại sao còn nghe tới tận cuối? Trong lúc đó anh chú còn đi vệ sinh mà nó vẫn ở yên đấy. Hàn quân nuốt nước miếng, thế có cần bảo cho chị Lâm không? Trần Phúc cười khẩy, để chị Lâm biết hai ta bất cần, nói lung tung bên ngoài khiến người ta nghe được à việc có thể lớn cũng có thể nhỏ chủ không biết răng chó có kết quả gì à hàn quán im lặng phía trước là mấy căn nhà sụp một nửa đã bỏ hoang trần phúc dừng xe chỉ vào một căn nhà trong số đó sau đây hả hàn quản gật đầu em thấy rõ cô ta chạy vào đó rồi biến mất trần phúc nhách môi khinh thường ở đây toàn là nhà đất trên nóc nhà đã sụp vẫn còn một lớp rơm dạ dày. Gã cúi người xuống, đưa khẩu súng tiểu liên của Đức ở dưới chân cho hàn quản, 30 viên đạn, bắn hết lại thêm hàn quán, bần hết hà. Trần Phúc, tất nhiên dối, chủ tiết kiệm làm gì? À phải, gã ném ống hàm thanh qua, lắp vào. Sau khi lắp ống hâm thanh, hàn quán ước lượng sức nặng rồi chĩa họng súng ra ngoài, nghiến răng, bóp cò. Viên đạn bay vụt ra ngoài theo hình cánh quạt. Tiếp đó, chỗ căn nhà đất kia bụi bay khắp trời như sương mù dày đặc. Tuy tường đất dày hơn 40 cm nhưng đạn của súng Tiểu Liên còn có thể xuyên thủng tấm thép thì tường đất có là gì? Sau đó là những tiếng xẻ gió nối liền không dứt. Trong màn bụi, Trần Phúc chú ý tới một bóng người chạy ra. Gã gào lên, chạy sang bên kia rồi. Họng súng của Hàn Quán dịch đi, nhằm thẳng vào bóng người vừa chạy lại một tiếng sung nữa, căn nhà đất run dày như người trúng đạn, bị lực bần tác động. Bần hết một băng đạn, nửa bức tường đổ răm Mà trong đám bụi do bức tường đổ tạo nên, có một bóng người xông ra, lão đào chạy vào giếng bơm ở gần đó, hàn quân gọi Trần Phúc, hết đạn rồi. Trần Phúc ném một hộp đạn mới cho anh ta thay, đồng thời chửi thể, mẹ, vẫn còn chưa chết. Giỏi chịu đựng thật, giếng bơm chỉ có tại nông thôn được dùng để tưới tiêu cho đồng ruộng, đa số được xây bằng gạch. Vì bên trong có máy bơm nên còn được gọi là chạm bơm. Máy bơm lấy nước từ giếng sâu, bơm ra ruộng qua ống dẫn nước. Mấy năm trước máy móc đất đỏ, buổi tôi còn có người dân đến ở trong trạm để trông coi thiết bị. Sau này khi giếng bơm hiện đại dần phổ biến, trạm bơm lẻ bị đào thải dài. Thôn đại lý khanh này đến người còn chẳng có thì tất nhiên trạm bơm cũng bị bỏ xó lâu năm. Máy móc bên trong phủ một lớp bụi dày, ống nước bừa bãi mà chiếc giếng ở góc phòng cũng bị che lại bằng tấm ván gỗ. Nhếp cửu la thờ hộn hến ngói dựa vào cửa, bàn tay kéo chặt vạt áo khoác đã dính đầy máu. Cô biết mình trúng đạn rồi, cũng có thể cảm nhận được nơi nào đó đang chảy ra từ chất lòng ấm áp nhưng chẳng dám cúi đầu nhìn, tinh thần của con người rất yếu ớt khi không biết gì cả thì còn có thể chống chọi được lâu nhưng một khi đã biết sẽ tưởng tượng ra thêm những điều xấu và rồi sụp đổ ngay. Cô run rẩy móc điện thoại ra, nhắn tin cho Viêm Thác bãi cỏ lau. Vốn dĩ cô định viết thêm mấy từ nhưng tay run quả, trong lúc vô tình đã bấm vào nút gửi mà đến khi định viết thêm màn hình lại đầy máu nên không còn nhạy. Rồi trên bức tường gạch sau lưng lại có tiếng súng đi kèm với tiếng những vụn gạch vỡ tung tường gạch cũng chưa chắc đã chống chịu được lâu, nhấp cứu la nhào tới góc phòng. Trên đường đến trạm bơm, hàn quán đã thấy vết máu nên tương đối bình tĩnh. Với lại tường gạch cũng chẳng chắc chắn hơn tường đất là bao. Sau khi bắn hết băng đạn thứ hai, bức tường gạch đã lùng lỗ chỗ. Hàn quản không hỏi thêm đạn từ chỗ Trần Phúc đang ngồi trên xe nữa mà khoác súng tiểu liên, thò người vào xem. Sau đó không thèm quay đầu lại mà ra hiệu ok cho Trần Phúc, ngon rồi. Trần Phúc thở phào, châm một điếu thuốc lây từ khe để đổ, một con đàn bà mà tốn bao công sức. Hàn quán đi vào phòng. nhiếp cửu la nằm dạp trên mặt đất, bên dưới là một vùng máu. Cô nằm im không nhúc nhích, mái tóc dài bị ánh mặt trời nhẹ nhẹ sắp lặn bao phủ khiến chúng có vẻ bóng loáng, mềm mại như sa tanh. Hàn quán ngồi xổm xuống sờ tóc cô, phần tóc sát đầu vẫn còn ấm áp. Anh ta ấn họng súng vào mặt nhiếp cứu la để đẩy đầu cô sang bên, nhìn xem cô trông như thế nào. Đúng lúc này, nhiếp cửu la mở to mắt, dùng hết sức mình xoay người cầm dao vào cổ họng hàn quán. Hàn quán trợn to hai mắt, muốn che cổ theo phản xạ nhưng nhiếp cửu la còn chưa xong việc. Cô bầm nút ấn trên chuôi dao, rõ ràng con dao găm còn cảm trong cổ họng anh ta nhưng bên trong con dao lại có một con dao nhỏ hơn được phỏng ra. Nhếp cửu la giơ tay cầm thẳng con dao thứ hai vào đỉnh đầu hàn quán cho đến tận khi không còn thấy chui dao nữa. Cả quá trình ấy còn chưa tới 5 giây, hàn quán sững sờ nhìn nhếp cửu la, con mắt còn chớp đã dần trợn lên, đầu tiên là màu sau đó biến thành màu đen tựa như một con ngươi che kín cả hốc mắt. Nhếp cứu la nhổ nước bọt lên mặt hàn quân, đi chết đi. Cô rút dao về, chẳng nhìn hàn quản đang ngã nghiêng đi nữa mà cần rắn, ấn chặt bụng mình. Động tác vừa rồi quả mạnh khiến cả phần bụng cô đau như bị xé rách. Nơi chảy máu không chỉ có một chỗ, chẳng biết có phải cô cảm nhận sai không mà dường như áo khoác của cô ướt sũng cả rồi. Cô vẫn không cúi đầu nhìn. Không thể nhìn được. Nhả vài ngụm khói, Trần Phúc Bông nhận ra hàn quán đã im lặng một lúc lâu. Gà bực dọc nhìn sang chạm bơm, hàn quán. Không ai trả lời, căn nhà với bức tường gạch dày vết đạn đang tỏa ra hơi thở chết chóc chân phúc bóp tất điếu thuốc hút rỡ trong tay mở cửa xe đi xuống phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn